slam hay à. Các bạn có từng làm slam hay chưa? Chứ Happy đã làm được slam hay rồi nè. Các bạn thấy nguyên cọc cầm trên tay Happy không? Trời ơi, slam hay chơi rất là đã luôn nè. Bây giờ Happy sẽ cho các bạn xem những cái sợi tơi của nó nha. Đó, ghê chưa? Happy rất là thích luôn nè. Bây giờ Happy đang chơi. Giờ Happy sẽ nhồi nó nha. Đó, đã chưa? Cái slam hay này Happy rất là dễ làm luôn đó. Cái slam này á, là cần keo sữa nè, không phải keo trong đâu nha. Và tiếp theo á, là kiểu như là tuyết nhân tạo nè. Đó, không thể nào mà thiếu tuyết nhân tạo và keo sữa được. Với lại dung dịch làm đông nha. Đó, giờ Happy nhồi vô cái bồn cầu Happy chơi nè, các bạn thấy không? Bây giờ Happy sẽ cho các bạn xem hành trình Happy làm slam hay nha. Đầu tiên Happy sẽ cho keo sữa vào nè. Rồi, tiếp theo thì Happy sẽ cho nước vào cho slam mình nó tưng nha. Đó, Happy đổ ở đó thôi. Xong rồi bây giờ Happy sẽ khuấy lên nha. Khuấy lên cho slam mình đều lên nè. Và tiếp theo thì Happy sẽ bỏ dung dịch làm đông vào nè. Happy khuấy lên. Khuấy lên để cho cái slam mình nó đều á, chứ không thì chơi nó sẽ không có đã đâu. Rồi, bây giờ Happy sẽ cho dung dịch làm đông vào nè. Để khuấy lên cho cái slam mình nó đông lại nè. Trời ơi, Happy còn một chút nước ở ngoài góc mà Happy nhìn vào Happy không thấy luôn. Rồi bây giờ Happy đang cào nó ra nè, chứ không chứ nó dính quá, nó dính vô cái viền nè. Đó, trộn nè, trộn khuấy. Rồi bây giờ Happy sẽ bóc nhồi nó nha. Rồi Happy cho dung dịch làm đông vào tay để Happy nhồi nó, cho nó đông lại nha. Rồi, tại vì cái slam của Happy rất là dính luôn nên bây giờ Happy làm là một cục nhỏ nè. Thấy không? Happy làm cục nhỏ coi nó có kiểu như là nó có dẻo không. Rồi Happy thấy nó dẻo vừa đủ rồi, bây giờ Happy mới cạo nó ra nè. Trời ơi, nó dính quá các bạn ơi, không biết làm sao luôn. Rồi cuối cùng Happy cũng đã lấy nó ra được rồi nè. Cái cục slam của Happy bây giờ nó đang rất là cứng và rất là dính luôn. Nhưng mà mình ấn nó rất là đã luôn. Trời ơi, không hiểu sao Happy rất là thích kiểu vậy. Rồi bây giờ Happy đang chơi với lại cái cục slam này. Nhưng mà cái cục slam này thì Happy thấy nó hơi giòn nha. Nhưng mà nếu chúng ta trộn với lại tuyết á, thì nó chơi rất là đã và nó rất là dẻo, chứ nó không phải bị cứng đâu. Nên các bạn không có lo nha. Còn cái này Happy thấy nó cứng quá thì Happy cho thêm một chút nước để Happy trộn thôi. Chứ các bạn đừng có cho nó nhúng nước nhiều quá nha. Nhúng nước nhiều á thì mình chơi tuyết á thì nó sẽ bị rất là dính luôn. Rồi, tiếp theo thì Happy sẽ công đoạn kiểu như là lấy tuyết nhân tạo ra, xong chúng ta đổ nước vô. Các bạn chuẩn bị xem nè. Rồi chưa? Trời ơi, cái tuyết nó nở ra đẹp quá chừng luôn. Đó, Happy cho nước thêm nữa nè. Happy sợ là nó bị hư nên Happy cho nước chút chút mà, nên các bạn thông cảm nha. Đó, Happy sẽ nhồi ra cho cái tuyết nhân tạo của chúng ta đừng có bị đóng cục nè. Rồi bây giờ Happy sẽ đổ tuyết nhân tạo ra cái cục slam nha. Rồi bây giờ chúng ta trộn lên thôi nè. Trộn tới cái cục slime Happy mới đầu trộn rất là cứng luôn, nhưng mà nếu như mà nó ăn tuyết vô rồi đó thì chúng ta sẽ không thấy bị cứng nữa nè. Tụi ơi, chơi rất là dẻo và chúng ta trộn còn dễ hơn đó nha. Rồi bây giờ Happy thấy tuyết nó ít quá, Happy cho thêm một chút nước để Happy nhồi nè. Rồi xong bây giờ Happy sẽ kéo nó nè. Tụi ơi, các bạn ơi, nó ngâm tuyết vô nó kéo rất là đã tay luôn. Wow, Happy thích quá nè. Trời ơi, Happy rất là thích mấy cái slime mà nó dẻo dẻo vậy đó. Bây giờ Happy, các bạn ơi, với lại các bạn nhớ lấy mấy cái tuyết dùng dụng ra nha, chứ không là bỏ uổng lắm á. Đấy, Happy nói là cho nó vô cái slam đó. Wow, bây giờ Happy đã làm được một cái lưới luôn, y như là cái lưới đó, bạn thấy chưa, chơi rất là đã luôn. Và nếu mà chúng ta vo lại á, thì nó y chang kiểu như là cục bột vậy đó. Rồi bây giờ Happy sẽ kéo nó nè. Tụi bớt nó không có nghe tiếng như là mấy cái slam đâu, nhưng mà Happy thích rồi. Nhưng mà Happy thích chơi vậy đó. Happy rất là thích kiểu như vậy. Wow, bây giờ Happy bỏ vô bồn cầu nè. Các bạn thấy không, cái bồn cầu sâu ghê luôn á. Rồi bây giờ Happy sẽ lấy một ốc slam ra và bỏ vô bồn cầu đó. Trời ơi, bỏ vô bồn cầu chơi kiểu như là cảm giác y như là mình đang tọt tay vô bồn cầu á. Nhưng mà các bạn đừng có suy nghĩ xa nhà, chứ đây là bồn cầu đồ chơi thôi chứ không phải là bồn cầu thiệt đâu. Rồi bây giờ Happy lấy ra nè. Trời ơi, lấy cái bồn cầu này ra rất là khó. Như đây, các bạn thấy chưa? Nhưng mà chơi slam á rất là đã luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích Happy làm slam không nè? Và nếu như mà các bạn thích thì hãy bình luận ở phần bên dưới cho Happy biết là các bạn muốn Happy làm slam nào nè. Thì các bạn, nếu như mà các bạn muốn Happy làm slam trong hay là slam nước, nói chung slam gì Happy cũng làm hết. Và nếu như mà các bạn thích thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.